Làm chai chuông mù nhỏ không? Bịp bịp nè, có chuông mù à? Có không? Thôi cũng lấy luôn cho xèo. Có rượu trắng không? Ấy có rượu trắng không? Có. À vậy lấy rượu trắng lấy lại đây. Có vụt kè không? Vụt kè không có. Có rượu trắng không? Có. Rượu này nhị hơn rượu đây. À rượu trắng nó nhị hơn hả? À lấy rượu trắng. Có gì nữa ngon? À. Rửa đi. Nhiều ở đây. Đây anh em giới thiệu trình đảo Phú Quý nè anh em ơi. Đấy. Mới mua hai con trình. Con này chắc hơn tí, hai con ba tí anh em. Bên đây đầu bếp lo hôn sẽ sổ tài với màn chinh. Chinh gì đây? Gọi là chinh gì quá nè. Xèo ớt. Chinh xèo xèo ớt. Chinh âm anh em ơi. Bữa giờ review nhiều món quá, nhiều món giờ lộn món luôn. Đây. Anh em mua chinh tại đảo Phú Quý và review tại đảo luôn nha. Đây mình mà quay cảnh đảo Phú Quý cho anh em xem. Đây, quá đẹp. Quay cảnh đảo Phú Quý cho anh em xem nha anh em ơi. Ghe tàu của đảo Phú Quý này anh em. Đây là như là tàu dầu. Đó, phía bên này là phía mặt mặt bắc nha anh em. Mùa này thì ghe tập trung ở mặt bắc hết. Đây, mình đang cặp bên mấy chiếc thu mua thủy chung của đảo Phú Quý. Thủy chung thủy gì đó. Đây bên kia còn có mấy chiếc tàu dầu nữa. Đây là ghe bơm nước. Đầu bếp đang thực hiện cái màn mà làm sạch công trình. Trình răng nó bén lắm em. Nãy hôm rực rỡ là cắt mấy cái hàm răng của nó, chặt cái miệng răng của nó bỏ. Nhưng mà còn mấy cái cạnh mang này nó cũng bén. Đầu bếp tài ba không là ở giai đoạn này nha anh em. Đó. Đầu bếp này là đầu bếp là gọi là đầu bếp siêu sao nha, đầu bếp 5 sao như 6 sao là không có qua nổi đầu bếp của trên ghe thu mua của mình nha. Đầu bếp này là siêu sao. Hôn rực rỡ. 27 tuổi, một cái tuổi đời rất là đẹp. Đó. Trong sáng rạng ngời, tương lai chói lòa. Nhân đa nhân kiện. Hàng còn riêng nhân kiện nha, đầu mũ Adidas đàng hoàng. Quần Adidas luôn. Đó.
Còn cái áo là chưa xác định, nhưng mà mũ với quần là Adidas hết rồi ạ. Nó đi biển mà chơi Adidas không à. Rồi đẹp. Đây có chiếc thu mua của Bình Thuận đang chạy ngang qua nè anh em. Thu mua đảo á. Tàu nhựa. Tàu nhựa mà chở khẩm luôn anh em ơi. Đó. Xem video nha anh em ơi. Mình đang đến tại quê hương của anh em đây. Năm Covid làm gì hả? Bộ ghi nó tấp vô chỗ nào mà ông gì ông kéo ra mất. Tụi giờ bạch trình ra thấy nó to. Giữa sợ. Đây giờ là bạn hôm đang làm cái màn gọi là làm sạch gân máu anh em đó, đặc biệt là những con cá lương, cá trạch hay là cá trình thì dọc theo cái đường xương sống dưới bụng của nó đó. Nó có cái phần gân máu, anh em làm cá là lấy cái phần đó ra cho nó bớt tanh đó. Rồi bỏ vô xô, đầy xô luôn. Không phong quýnh nghe đây đâu có nhiêu đâu chị, long 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 vô nè. Đầu bếp siêu sao, vượt qua các đầu bếp đẳng cấp của thế giới, vượt qua các đầu bếp 5 sao, 6 sao, đã trở thành một đầu bếp siêu sao của ghe thu mua Phú Yên. Một màn tiếp theo cũng không kém phần quan trọng nữa, đó là phần trọng trình. Quýnh tổn. Đó, đầu bếp chuyên nghiệp anh em. Chứa nước nóng vô xong chứa nước lạnh vô, đó là đỡ cho cái thịt con trình nó bó cứng lại. Đó. Siêu sale lắm. Bên này anh Tý đang có những cái động tác phụ, nói chung là anh Tý là chuyên gia làm những cái động tác phụ không à. Bữa giờ quay cả ngàn video còn thấy ông làm cái động tác gì quan trọng để lên hình hết á. Ăn ký không à. Ăn ký mà nói còn vĩu nữa. Mệt. Cưng mấy ổng toàn sợ mấy ông giận luôn. Quan trọng là mấy cái động tác phụ với mấy động tác chính chứ. Đây quay lại cảnh mây trời của đảo Phú Quý cho anh em xem. Video này nó sẽ rất là dài nha anh em, bởi vì là mình không chỉ review con trình, mà con trình của ngày hôm nay đây là nó ở tại khu vực đảo Phú Quý, cho nên là vừa kết hợp trình vừa kết hợp biển đảo. Đây mình quay nước biển, nước biển mênh mông không đâm đầy tình mẹ là đây. Nó quay lên mây trời không phủ kín công tre luôn. Ồ. Siêu phẩm video. Cảnh quá đẹp. Đây quay mấy anh bạn của ghe thu mua đảo Phú Quý luôn anh em. Mấy anh em ở đảo Phú Quý ở trong Bình Thuận. Ở đảo Phú Quý. Anh này nhiêu tuổi anh? 26 tuổi. À, bằng tuổi với mình luôn. Đó, bữa nào anh em xem lại video để so sánh giữa hai con người cùng một cái thời điểm sinh. Đi lòng vòng quay cảnh đẹp cho anh em xem chơi. Trong khi khoảng thời gian mà đang chờ đầu bếp siêu sale của mình hạ gục công trình. 6 8. Ơ phải đếm đường trái chứ không nó. Diễn viên động tác phụ diễn nãy giờ chưa xong này. Cái cảnh này quan trọng lắm. Quan trọng là cái cảnh
Ông Năm, ông không có cái sự đóng góp nào trong cái bữa ăn ngày hôm nay ông Năm? Xách nước. Anh Năm là xách nước rửa chân, một động tác còn gọi là quan trọng quá. Đó. Đây anh em quay xong chân nè, tác phẩm nè anh em ơi. Đây chân nè anh em ơi, đó. Ủa, hấp dẫn dữ không? Wow, không thể cứu lại được. Đây có chai rượu nữa nè, chai rượu đã phục vụ cho hôn rực rỡ. Rượu Napoleon. Napoleon de Louvier. Đây, giờ mấy anh em đờ bê xử lý chương trình. Mời mấy anh em nha. Rồi, hôn đờ bê ơi. Hôn diễn trước ơi. Có diễn trình trước. Đi bài. Đó. Quá ngon luôn nha mọi người. Review có môn kia môn nọ, lâu lâu ăn đặc sản, lâu lâu ăn tôm hùm bào ngư. Ừ, được bao nhiêu? Được đấy, được á. Đây nè, trình nè, hấp dẫn quá anh em ơi. Trình ăn cơm, uống rượu ngồi. Nhãn hiệu con bìm bịp. Nhân sâm. Năm 2006. Wow, thương hiệu từ năm 2006 à. Rượu gì mà đạt cái cấp quen. Rượu gì mà đạt cái cấp quen, nó như bông đế cấp số 1 vậy trời. Chai rượu đây bật mí cho anh em nha. Đặc sản, kẻ rượu lẫn chai. Kẻ tiêm lẫn mạc, kẻ tiền lời luôn mà mua từ trong đất liền ra tới về đảo, ra tới anh em tụi tôi có 30 ngàn. Chắc chai rượu này tại bờ không biết là mấy ngàn này tôi cũng không hiểu rõ nữa. Đây anh em, đó hấp dẫn không, cơm với trình. Mời anh em nha anh em ơi. Wow, vào xét luôn, lấy bấm xét luôn. Trình dĩ lên. Nâng ly nha anh em, nâng ly. Vò rượu rót ra màu đẹp quá, đúng là rượu 30 ngàn, màu nó đẹp hơn rượu mười mấy ngàn. Thế đi. Ông ấy, tôi uống cái ly, tí uống kia. Mình dưới là hôn này uống ly, còn năm dưới là tí đây đồ mạnh nên là uống kia. Đó, đó thấy không? Điều này là phân biệt đẳng cấp rõ ràng. Đẳng cấp của anh em tôi là đẳng cấp mini. Đó, đẳng cấp mini. Nên là uống ly. Mini nên uống ly. Rượu đi coi đem mất tay. Còn đây là đẳng cấp của những ông trùm, những đại ke nên là uống ke. Cùng xì bằng súng. Đẳng cấp của mấy anh đại. Hết luôn mẹ. Ủa hết luôn nè, tao chưa ăn gì mà sao tao uống hết mày. Uống là gì vô. Chưa ăn thứ gì hết đi mà. Uống coi gì hết đâu. Đùa đâu. Đùa. Đây. Hôn mới gấp cho mình món trình tuyệt vời anh em. Nói chung là món ăn cũng ngon, anh em cùng tranh thủ ăn đó. Tranh thủ thời gian quay review lại anh em tí xíu. Mấy anh em mình đang có mặt dậm chân tại đảo Cuối. Không ta chịu ổng đậu đâu vô đẻo đâu hay chờ sắp chứa gì đâu phải như xưa đâu phải như mấy năm đeo kiểu mặt của nó cho to thì mà thấp chết thì ai giờ tới giờ nhóm mắt đèn chèn cái này gặp đèn chèn là đúng không 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 coi gì đó.
ăn bữa chứ đi bao trăm mà. Kỳ học này đâu mà đi hả? Xin về nó chung hơn phải nha. Cái dòng theo bên đây.